Xin chào các bạn. Sau một thời gian ngắn đặt thì ở bên nhà vườn đặt nhung đã về được cây đào dẹt. Cây đào này hôm nay về thì mình thấy nó to lắm. Cái phần gốc cây này này nó cao lên được tầm khoảng 1m4. Đây đến khoảng 1m4, 1m3 thì bắt đầu là tỏa tán thân của nó đây. Xin lỗi các bạn, 1m3, 1m4 đó là mình đang quay cả cái bầu nhá, bầu bên dưới. Thì đoạn thân này nó được 1m thôi, đoạn thân này được 1m. Thân rất là to này các bạn. Nắm như thế này à. Thì vanh của nó sẽ rơi vào 20 đấy. Vì bàn tay mình đo gang thì được 18 thôi, 17 thôi. Nên là vanh nó sẽ là 20. Vanh 20 thì tương ứng với đường kính thân tầm khoảng 7 đấy ạ. Nên mình quay góc bên này để cho mọi người xem về cái tán của nó nhá. Đó, đẹp lắm. Đó, đẹp lắm đấy. Cái tán của nó là tán xòe tỏa. Cái cây này là mình chọn cho khách hàng nhập về đào dẹt, đào đỏ dẹt, đào đỏ dẹt đấy ạ. Thì ai mà muốn mua cái cây này thì liên hệ trực tiếp cho nhà vườn Đạt Nhung, nhập trực tiếp và không qua trung gian đâu ạ. Đây là của một chị khách hàng đặt rồi nên là mình lấy về cho chị. Thì ai đặt thì liên hệ cho bên mình nhá, cam kết chuẩn giống. Nếu không chuẩn thì cũng không dám bán cây to. Bán cây to thì nó rất là nhanh ra quả. Mọi người mua hàng của bên nhà vườn mình thì biết rồi đấy ạ. Mình đề cao cái chất lượng và uy tín. Đó, cây rất là đẹp nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tốt lành. Cho mọi người ngắm hoa một chút. Hoa cũng rất đẹp luôn.